Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Lan, 40 tuổi, ngụ tại xã An Phước, huyện Long Thành để làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người. Trước đó, sau khi ly dị, nghi can đã chụp hình khẩu súng AK gửi cho vợ cũ, dọa sẽ giết cả nhà nếu không quay lại chung sống. Trước đó, Công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom tiếp nhận đơn trình báo của bà PTT, ngụ ở xã An Viễn, về việc giữa con gái bà là chị NTIK và chồng đã ly hôn là Nguyễn Thanh Lan có mâu thuẫn với nhau. Thời gian gần đây, Lan chửi bới, đe dọa giết cả gia đình bà nếu không được gặp vợ cũ. Công an xã An Viễn đã mời Lan về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, Lan đã khai nhận hành vi của mình như nội dung trong đơn của bà T trình báo. Công an huyện Trảng Bom sau đó đã phối hợp với công an xã An Viễn khám xét khẩn cấp nơi ở của Lan tại xã An Phước, huyện Long Thành, thu giữ một khẩu súng nghi súng AK, một hộp tiếp đạn, 32 viên đạn loại đạn sử dụng súng AK, một dao tự chế dài hơn 1 mét, cán dao bằng sắt tròn dài 73 cm, lưỡi dao dài 32 cm. Làm việc với công an, Lan khai nhận đã mua khẩu súng và số đạn trên ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh với giá 8 triệu đồng. Sau khi ly dị, Lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho vợ cũ với mục đích dọa giết cả nhà nếu không quay lại chung sống với Lan. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.